Và tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng đến với một trích đoạn vở Bản án từ trái tim, tác giả nghệ sĩ nhân dân Đào Mộng Long, chuyển thể Ngọc Thụ, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Thành Vinh, Xuân Trúc, Băng Châu đến từ nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai, Phương Nhi, đoàn cải lương Long An thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Long An, Hùng Vương, đoàn cải lương Hương Tràm tỉnh Cà Mau và Hải Đăng đến từ nhà hát Cao Văn Lầu. Và bây giờ xin quý vị cùng dành một tràng vỗ tay cho trích đoạn Bản án từ trái tim. Sao giờ này dưỡng phụ vẫn chưa về? Cô phòng nguội lạnh hết rồi. Chị cũng không biết nữa. Chắc hôm nay nhiều đơn kiện nên phụ thân xử chưa xong. Kìa, dưỡng phụ đã về. Thưa cha đã về. Dưỡng phụ, người đi thay áo đi, rồi con hâm rượu nóng mời người dùng cơm. Cha không thay đói. Cành mây rồi các con. Thưa cha, sắp sang canh một rồi à. Khuya thế rồi sao? Thôi, các con đi nghỉ đi. Để mặc cha. Thưa cha, con thấy cha như có điều chi suy nghĩ. Hẳn hôm nay cha đang cần yên tĩnh. Thôi, các con đi nghỉ đi. Dạ, con xin phép cha. Hoàng Hóa Hiền. Ngày đêm nay ta sẽ đến hầu phụ thân ta là quan tể tướng đương triều. Vụ án này nếu ngươi không chịu phê án tử thì ngươi sẽ mang tội chết. Vụ án này nếu ngươi không chịu phê án tử thì ngươi sẽ mang tội chết. Đêm nay nếu ta không phê án tử Dương Ngọc Hoàng thì ta sẽ chết à. Lệnh đầu, hãy giải Dương Ngọc Hoàng lên cho ta xét hỏi. Dạ. Canh một rồi sao? Trời, nghe tiếng trong mà lòng như ai xé. Nhìn đèn hao tựa giả tơ giòn, đêm nắng canh dùng dục tựa thôi đưa. Mỗi khoảnh khắc như mỗi lưỡi dao chém vào gan óc. Ta có được như ngày nay là nhờ ơn cứu tử của Dương huynh ngày trước. Nghĩa ơn kia ta phải lo báo đáp cho tròn. Nhìn dần trắng nghiêng đêm nay sao lặng lẽ âm thầm. Nắng nề rơi nhanh xuống chân trời xa thầm. Này trắng tinh hạt ta cứ thông dong đừng lặng. Hãy cùng ta thức trắng đêm nay tâm tình bầu bạn xua bóng mây đen phủ kinh chân trời. Chẳng hãy giúp ta lo cách nào đây để giải cứu Ngọc Hoàng, hay là ta kêu quan cho nàng lên quan tuần an.
hay tới trước sân rồng tâu Chúa thượng xét soi. Nhưng hỡi ơi, chức quyền của ta như hạt cát nhỏ nhoi, xuyên thấu làm sao được hòn đá tàn. Hay treo ấn từ quan đưa các con đi trốn, nhưng địa giống thiên la dây kinh bốn phương trời. Phạm đại nhân, nữ Phạm Dương Ngọc Hoàng đợi lệnh. Người hãy mau thao bỏ gông cụp xiềng xích cho nàng, rồi lùi ra để mặc ta xét hỏi. Đi. Đi. Dương Ngọc Hoàng, hãy nghe ta hỏi. Có phải ngươi khai rằng quê quán ở Đại Thôn, sớm mồ côi mẹ sống cùng cô mẫu, đã 3 năm cha ngươi bận việc quân nơi biên ải, nhưng tên họ là chi ngươi lúc nãy chưa khai? Trình đại nhân, Dương Chí Kiên chính là thân sinh của tiện nữ. Thật như thế chứ? Tiện nữ nào dám dối ngài. Dương Chí Kiên chính là thân sinh của tiện nữ. Dương Ngọc Hoàng con. Dạ đại nhân. Tiện nữ ơi, có phải giọt nước mắt ta lăn trên gò má khiến cô ngơ ngác không hiểu nguồn cơn? Nhưng thôi, thời khắc trôi nhanh như gió thoảng, con hãy theo ta mau tìm chốn lăng thân, trước canh năm này phải rời khỏi huyện Bình Sơn. Thưa, có gì phải rời đi trước canh năm? Phải trước canh năm, nếu không là đại họa. Nếu trễ chàng ắt con sẽ gặp nguy, ta sẽ đưa được ra lối vượt qua dòng sau cửa huyện mà ra. Và phải canh chừng cặp mắt lũ sai nha. Ơn tái sinh xin ghi lòng tạc dạ, xin đại nhân nhận cho một lại này. Thôi muộn lắm rồi, con hãy đi mau, chậm trễ chẳng may giữa đường mà bại lộ, ta đành thúc thủ không cứu nổi con đâu. Mau theo ta thoát khỏi nơi này. Thưa đại nhân, cho con tường tên họ để mai sau. Con cứ biết rằng ta là huyện quan tha một kẻ tội hình, vì biết rõ ràng con bị hàm quan. Bẩm đại nhân, tuy rằng con quý mạng sống của con, nhưng chữ nghĩa nhân con không thể xem thường. Kính mong đại nhân cho con tường tên họ. Ta là kẻ đắm đò trên sông Dương Tử, nếu gặp cha con cứ nói thế là đủ rồi. Thì ra đại nhân là quan huyện họ Hoàng, cùng với cha con tình nghĩa đệ huynh. Con gạt hỏi buộc lòng ta phải nói, ta chính là Hoàng Bá Hiền, đã cùng cha con kết nghĩa đệ huynh. Trời ơi, bá phụ. Dương Ngọc Hoàng. Bá phụ. Dương Ngọc Hoàng. Trống trên lầu cảnh hai đã điểm, đường phải giữa còn xa, con hãy mau theo ta rẽ lối vườn qua, thừa đêm tối thoát ra cho kịp. Đi con. Không, bá phụ ơi, không biết thì tôi bạn biết rồi, thì lòng con đâu nơ. Nay một thân con thoát khỏi dòng cương tội, ngắm thân con nhân để nói vậy, đi thôi. Bá phụ, nếu như nay còn trốn đi rồi, thì hạ tổng binh cùng với quan tể tướng sẽ hành hạ người không một chút xót thương. Đời ta đã từng nếm trải những đau thương, con hãy yên lòng đừng lo gì cho ta cả. Bá phụ,
thôi, nhưng lòng con không thể để nỗi tai ương gieo xuống đầu người. Dương Ngọc Hoàng, Dương Ngọc Hoàng, Bá Phụ, Bá Phụ, con xin Bá Phụ. Không, ta đã quyết định rồi, con đừng nói gì thêm nữa. Điều sinh tử như là cướp ngõ khoảnh khắc thì thôi. Nếu như điều sinh tử như lá rơi trước ngõ, và chỉ còn là trong khoảnh khắc này thôi, thì lòng con cũng đã nhất quyết rồi. Xin Bá Phụ cho con được làm điều nhân nghĩa, đền đáp lại tấm lòng Bá Phụ. Con xin đem cái chết để đáp đền. Bá Phụ với cha con là tình nghĩa đệ huynh, con coi Bá Phụ cũng như là cha đẻ. Con nào nỡ để cha mang quà, để lo một mình thoát khỏi tai ương. Dương Ngọc Hoàng, Bá Phụ, tâm lòng con ta rất hiểu, nhưng con hãy nghe ta, hãy nghe ta mau thoát khỏi nơi này. Con xin cha hãy nghe con đôi lời phân to. Đêm đã khuya con nghe thư thư không thể qua mắt bọn quân canh tuần tiểu quanh thành. Con chỉ lo chưa sống nặng này thì nặng kia đã tới. Nếu chẳng may thư thư bị quân gia của tổng binh bắt lại, thì biết liệu cách nào bảo toàn tính mạng thư thư. Thôi thôi đừng nói nữa, tâm trí ta lúc này đang rốt tựa dò tơ. Điều đại nghĩa phải lo, giữ cho tròn là tâm niệm của ta. Cứu sống Dương Ngọc Hoàng bằng mọi cách, các con rõ chưa? Dương Phụ ơi, sao người không kêu quan lên hoàng thượng? Quật ít ra thì cũng nhờ quan tuần an xe xuôi. Tất cả đều cùng là dây cánh với nhau thôi. Ta biết kêu ai, biết nương tựa vào ai, chở che bao bọc. Nếu vậy làm sao thư thư có thể thoát qua được hiểm nghèo? Bạn chắc sẽ là cái cầu cho con vượt hiểm. Lòng Bá Phụ bao la như sông dài biển rộng, nhưng không thể vì con mà liên lụy đến mọi người. Đã canh ba rồi sao? Vậy là chỉ còn hai canh nữa. Trời ơi, sao thời gian cứ dùng dục trôi đi hỡi trời. Có mật thư của quan Tường Án. Thôi rồi các con ơi, lệnh của quan Tường Án bắt ta cái năm này chạm quyết. Dương Ngọc Hoàng, hãy nghe ta, mau thoát khỏi nơi này, mau thoát khỏi nơi này. Bá Phụ ơi, sao người cứ muốn con làm điều bất nghĩa, sống một mình con mà để liên lụy tới toàn gia. Con xin người, con xin người hãy cho con được an bề lành an. Không, vậy còn ơn cứu tử của cha con ngày trước,
Sao con không để cho ta có dịp đáp đền? Con là phận nữ nhi còn biết giữ trọn khí tiết, ta là đấng trượng phu, hà chịu kém con sao? Thôi không nói gì thêm nữa, mau đi con. Khoan, cha ơi cha đã vì giữ công minh cô thế độ nhân và nghĩa tình ngày xưa cô tử. Vậy con xin cha hỏi cho con được thế. Làm tròn chữ hiếu đem tính mạng mình để thay thế thư thương. Hãy để cho em, con xin dưỡng phụ hại cho con. Con coi con bấy lâu nhờ cha nuôi dưỡng, xin đem tính mạng mình thay thế thư thương, cứu được cả nhà ta lại tròn chữ cương thường. Ôi nỗi quan kiêm gầy, công lý như mây mù, tình đời trái ngang, lòng người ác gian. Kìa ánh dương lên rồi, phúc chia xa chưa chan ân tình. Bình một thân, xin được vì cha vì chị bao đáp ân tình. Em cảm kích vô cùng tâm lòng hai chị vì nghĩa quên mình cứu mạng cho em. Nhưng em sao đành lòng chỉ biết yên ổn tâm thân để tham quà này cho gia đình phải gánh. Thôi thôi trống trên thành canh tư sắp, hãy để một mình ta thoát tội tử hình. Không, không, hãy để cho em, hãy để cho em. Thôi, ôi hời, có đâu chẳng cảnh này, qua kia sao nỡ đăng bài. Để các con tôi phải chịu cảnh này, thà rằng ta liều quyết một mình cam ngay lãnh án tử hình, để cho ba trẻ đường thoát thân. Ba phụ ơi, tử hình con xin chịu, không thể nào lại để các chị thay. Các con ơi, trong đầu sắp đến căn ai. Ba phụ ơi, hãy gông con lại. Các con ơi, việc đã gấp lắm rồi, từ khắc giây này phải nghe lời của cha. Trình Đại Nhân! Điều chi? Dạ, Nguyễn Đường đã bị dây kính. Quân của ai? Dạ là Hạ Tổng Quân. Được, lùi ra, để ta ra xem. Thư Thư ơi, em hãy mau tìm đường chạy trốn, để cho chị được thế mạng được rồi. Không, hãy để cho em. Không, hai chị ơi, đây là việc của riêng em. Em xin hai chị, em xin hai chị. Không, đây là việc của em. Không, đây là việc của em. Không, hãy theo em lối này. Không, không, hãy theo em lối này. Không, hãy theo em. Thôi, hãy dừng tay lại. Các con cứ dành nhau mãi như thế này có phải lỡ việc ra không? Thưa cha,
con xin cha hãy nghe con nói. Cha hãy lập 3 lá bài, 2 lá sinh, 1 lá tử. 2 lá sinh, 1 lá tử. Ba chúng con tất giả tâm thành, khấn vái đất trời anh linh. Nếu ai bắt được lá tử bài sẽ có quyền chết thai. Nếu ai bắt được tử bài sẽ có quyền chết thai. Thôi được, cha chấp thuận. Bài đấy các con, tử bài này là của em. Không, của em. Không, tử bài này là của em. Không, của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Của em. Thôi, đừng giành nhau nữa. Đau lòng cha lắm các con ơi. Son đại nghĩa gì thân.
nghĩa cử này cao đẹp ngút trời. Mây biết sẽ quyết ngay bây giờ, khi đó đây tiếng ca đã vang trái thôn xa, khiến ta không thể chần chừ án tử hình dành cho muôn làng. Tuần án lên, tuần án lên, pháp trường đã sắp đặt, trọng sắp điểm canh năm, truyền quyền quan kiếp giải phạm nhân, trà pháp trường kịp khai đao xử quyết. Dòng vào loa truyền khác nào tiếng sen, mắt quyến lên mà nhìn con luôn xót xa, soi lan hùng bảo mà chẳng bao giờ ăn thịt con. Ta sao nhẫn tâm cho đành con vì nghĩa liều thân. Thì đâu ơi hỡi cao xanh, tự sinh đôi đường biệt ly, nhìn nhau lệ buồn nhỏ mi thơ câu gì. Linh đâu? Hãy đưa Dương Ngọc Hoàng và Tu Bình vào hậu đường cho ta. Tuân lệnh. Xin mời tiểu thư. Trường đã sắp đặt, trọng sắp điểm canh năm, truyền quyền quan mau kiếp giải phạm nhân, đã phát trường kịp khai đao xử quyết. Thôi rồi, giờ đã tới nơi rồi, mai kia dưới tuyền đài nuốt hẳn để con đi. Con xin cha hãy gắng nén lại nỗi đau lòng và bao trọng mình già, để con yên lòng ra đi. Trong trên lầu đà giang trong bao canh năm đã tới. Từ cõi thế con muốn được ôm cha rồi
trọn đời được sống mãi bên cha. Cha đừng vì con mà lo lắng nghĩ suy, hao tổn mình già con càng thêm nặng lỗi cha. Một lại này con đền ơn sinh dưỡng, kể từ đây cha con đôi đường xa cách. Tu là cha, tu là người cùng vì nghĩa mãi sinh mạng sống, thì lòng cha nào cha chẳng tay tay. Ngày nay là nhờ cha của Ngọc Hoàng ra tay cứu tử, nay con đi rồi cha lẻ bóng cô đơn. Máu đào tuôn thấm đường xa, mưa nguồn gió núi xó nhỏ bóng con. Trời cao thấu tỏ lòng son, không giờ ly biệt cha con đôi đường. Tu là cha, cha, Linh đâu? Hãy công nữ phạm nhân lại cho ta. Sao lại là? Ta không muốn giết oan người vô tội, nên đã thả Dương Ngọc Hoàng và hiêu nữ con ta thê mạng thai. Người hãy thương ta mà giữ kinh chuyện này. Gông kia, người hãy gông con ta lại, mau mau kẻo mổ lâm rồi. Từ đây ra pháp trường, ngươi hãy gọi ta là Dương Ngọc Hoàng. Nhanh lên, kẻo không còn kịp nữa. Bẩm đại nhân, gông đã xong, xin mời đại nhân phê án. Cha ơi, cha phê án tử đi cha.